Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình truyền hình điện tử của Đài Truyền hình Yên Thế thực hiện trên cổng thông tin điện tử huyện. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Chiều ngày 7 tháng 4, xã Đồng Kỳ đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang công nhận xã Đồng Kỳ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, ra mắt cuốn tái bản lịch sử Đảng bộ xã Đồng Kỳ giai đoạn 1930-2023. Tới dự có đồng chí Nông Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Văn Tuyền, Thân Minh Sâm, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và đông đảo nhân dân địa phương. Những năm qua, cùng với sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chung sức đồng lòng của người dân địa phương, đến nay, xã Đồng Kỳ đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí và về đích xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2015 đến nay, xã đã huy động nhiều nguồn lực, đầu tư hơn 15,7 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Trong đó, nhân dân hiến hơn 14.500 m2 đất, đóng góp 980 ngày công lao động với tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng. Sau 7 năm thực hiện chương trình, 100% đường trục xã, 96% đường thôn, liên thôn, hơn 87% đường ngõ xóm được nhựa hóa, cứng hóa, đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân. Hệ thống thủy lợi đảm bảo chủ động tưới tiêu nước cho trên 95% diện tích đất canh tác. Nét nổi bật trong sản xuất, xã đã triển khai mô hình sản xuất nhãn chín muộn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, quy mô 14,5 ha với 40 hộ dân tham gia. Liên kết với Hợp tác xã Nông nghiệp Hào Thành tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm, giúp tăng giá trị quả nhãn của địa phương. Mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, mô hình trồng sâm nam, mô hình sản xuất gà đồi thương phẩm, v.v. Với những kết quả đạt được, ngày 1 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã quyết định công nhận xã Đồng Kỳ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thưởng 200 triệu đồng, Ủy ban nhân dân huyện thưởng 200 triệu đồng, Liên đoàn Lao động huyện trao kinh phí 160 triệu đồng chung tay xây dựng nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã. Cũng tại đây, đã có 5 tập thể, 10 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng. 5 tập thể, 31 cá nhân được Ủy ban nhân dân xã khen thưởng có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nông Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Kỳ. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thân Minh Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã biểu dương những kết quả mà xã Đồng Kỳ đạt được trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng chí đề nghị để tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, cấp ủy chính quyền và nhân dân xã cần tiếp tục nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy trong xây dựng nông thôn mới, huy động lồng ghép các nguồn lực nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, hỗ trợ thúc đẩy liên kết sản xuất, thành lập các tổ hợp tác xã, hình thành chuỗi giá trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, gia trại gắn với thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với ứng dụng công nghệ cao và bảo vệ môi trường, tăng cường các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội, đầu tư phát triển giáo dục, y tế, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đời sống mọi mặt cho nhân dân và xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Cũng tại buổi lễ, Đảng bộ xã Đồng Kỳ đã ra mắt cuốn tái bản lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn năm 1930-2023. Sáng ngày 14 tháng 4, Ban An toàn Giao thông huyện tổ chức hội nghị đánh giá công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022 và quý 1 năm 2023, triển khai nhiệm vụ quý 2. Đồng chí Nguyễn Văn Tuyền, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông huyện chủ trì hội nghị. Năm 2022, trên địa bàn huyện xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8 người và bị thương 18 người. Quý 1 năm nay, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện đã giảm cả về số vụ và số người bị thương. Trong quý, trên địa bàn huyện xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người chết, 2 người bị thương, giảm 4 vụ và 5 người bị thương so với cùng kỳ năm 2022. Có được kết quả trên là do Ban An toàn Giao thông huyện đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, ngành chức năng, các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Kết quả, từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến mùng 10 tháng 4 năm 2023, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã phát hiện 526 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 80 trường hợp quá khổ quá tải, 124 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, đã lập biên bản tạm giữ 189 phương tiện, tước giấy phép lái xe 92 trường hợp,
xử phạt vi phạm hành chính 393 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước 960 triệu đồng. Tại hội nghị, các thành viên Ban an toàn giao thông huyện và một số cơ quan ban ngành đoàn thể đã phát biểu ý kiến và nêu ra những kinh nghiệm giải pháp để tiếp tục đẩy lùi được tai nạn giao thông trong năm 2023. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuyền, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà địa phương đạt được trong thời gian qua. Để công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được thực hiện tốt, tai nạn giao thông tiếp tục được đẩy lùi trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Ban an toàn giao thông huyện, các ban ngành đoàn thể địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên, học sinh. Đổi mới phương thức tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông gắn với vai trò nêu gương của người đứng đầu, tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, phương tiện cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy, chạy quá tốc độ, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Chiều ngày 13 tháng 4, Ban tuyên giáo huyện ủy Yên Thế đã tổ chức hội nghị giao ban khối tư tưởng văn hóa và khối khoa giáo quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Đồng chí Đinh Công Hưng, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện chủ trì hội nghị. Trong quý 1 năm 2023, Ban tuyên giáo huyện ủy và các cơ quan trong khối tư tưởng văn hóa, khoa giáo đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch về công tác tuyên giáo, công tác hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt chủ trương, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện và các chính sách đúng chỉ đạo, định hướng. Phối hợp tuyên truyền công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện và của ngành. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, quản lý di tích lịch sử văn hóa, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, an sinh xã hội, góp phần vào việc thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện đã đề ra. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều nhóm giải pháp để khắc phục những mặt tồn tại như công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là vấn đề vi phạm trật tự an toàn giao thông, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật chưa thực sự đi vào chiều sâu, còn nhiều cơ quan đơn vị chưa tích cực vào cuộc. Việc tự phát một số điểm du lịch cộng đồng tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự và ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các biện pháp giải pháp để nâng cao công tác phòng chống dịch COVID-19 khi mà virus này đã bắt đầu xuất hiện trở lại ở một số tỉnh miền Bắc. Phát biểu định hướng cho thời gian tới, đồng chí trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, giám đốc trung hưởng ứng tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2023, sáng ngày 14 tháng 4, Hội Nông dân huyện Yên Thế đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp cho 100 hộ nông dân làm nông nghiệp trên địa bàn xã Tân Sỏi. Tại buổi tập huấn, các hội viên nông dân được lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh phổ biến các nội dung như khái niệm, mục đích, ý nghĩa của an toàn vệ sinh lao động, tai nạn, bệnh nghề nghiệp trong lao động nghề nghiệp, nguyên tắc sơ cấp cứu ban đầu và sử dụng hóa chất trong nông nghiệp, các biện pháp an toàn trong quá trình mang vác vật nặng, an toàn trong sử dụng các loại máy nông nghiệp, động cơ điện, an toàn điện trong gia đình, an toàn trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, quyền và trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam theo luật an toàn vệ sinh lao động. Qua đó sẽ đem những kiến thức đã học để tuyên truyền hướng dẫn cho bà con nông dân và cộng đồng dân cư, giúp nông dân biết được những biện pháp cần thiết để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra trong lao động sản xuất nông nghiệp, bảo vệ sức khỏe cho chính mình và nâng cao chất lượng môi trường sống. Chiều ngày 7 tháng 4, Hội Nông dân huyện Yên Thế đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân quý 1, sơ kết 2 năm thực hiện đề án số 09 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh. Hội Nông dân các cấp là nòng cốt trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP giai đoạn 2022-2025. Trong quý, các cấp Hội Nông dân huyện đã bám sát các chương trình, kế hoạch chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh, của huyện ủy, chương trình công tác hội và phong trào nông dân năm 2023, tập trung thực hiện tốt công tác đại hội Hội Nông dân cơ sở, công tác tuyên truyền, thực hiện tốt các hoạt động dịch vụ và hỗ trợ nông dân, phối hợp thực hiện có hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, xây dựng các sản phẩm OCOP và nhãn hiệu sản phẩm. Các phong trào thi đua được tổ chức đồng bộ. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức, cán bộ hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời. Một số chỉ tiêu có tiến độ cao như kết nạp hội viên mới, tín chấp phân bón trả chậm, tập trung thực hiện mô hình liên kết sản xuất lạc gắn với OCOP cho hội viên nông dân xã An Thượng. Về thực hiện đề án 09 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh,
Hội nông dân huyện đã xác định xây dựng sản phẩm OCOP là nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và cả giai đoạn 2022-2025. Ngay khi Hội nông dân tỉnh ban hành đề án, Hội nông dân huyện đã tham mưu và ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời, có nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Phát động đợt thi đua 6 tháng cuối năm 2022 gắn với thực hiện nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đã tập trung triển khai nhiều giải pháp thiết thực cụ thể nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh các sản phẩm OCOP, các sản phẩm chủ lực của địa phương, tăng cường giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm, phối hợp xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, tem truy xuất, mẫu mã sản phẩm và xây dựng sản phẩm OCOP gắn với các hoạt động dịch vụ và hỗ trợ nông dân, các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn và mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm tại địa phương. Đã triển khai thực hiện tốt các nội dung của đề án, phối hợp tư vấn, hướng dẫn xây dựng mới và duy trì, nâng cao sản phẩm OCOP đạt 300% chỉ tiêu kế hoạch đề án giao, đều được các chủ thể đồng tình, ủng hộ và thực hiện tốt. Với những kết quả trên, năm 2022, Hội Nông dân huyện Yên Thế được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xếp thứ nhất trong toàn tỉnh về thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng sản phẩm OCOP và đứng thứ hai trong toàn tỉnh về phong trào thi đua và công tác hội, được Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen năm 2022. Sáng ngày 13 tháng 4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện, Trường Trung cấp Văn hóa Thể thao Du lịch Bắc Giang đã phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ thể dục thể thao và du lịch năm 2023. Sự lễ khai mạc có đồng chí Trần Trang Nhung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện, Phòng Quản lý Du lịch, Trường Trung cấp Văn hóa Thông tin và Du lịch Bắc Giang. Tham gia tập huấn có gần 90 học viên là công chức văn hóa các xã thị trấn, hướng dẫn viên, nhân viên đang làm việc tại các khu điểm du lịch, chủ nhiệm các câu lạc bộ thể dục thể thao, đại diện các cơ sở kinh doanh lưu trú, du lịch, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành du lịch trên địa bàn huyện. Trong thời gian một ngày, các học viên được giảng viên Trường Trung cấp Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang truyền đạt các nội dung về kiến thức nền tảng cho hướng dẫn viên du lịch tại điểm, tìm hiểu thực trạng giải pháp phát triển du lịch Việt Nam, định hướng phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang nói chung và huyện Yên Thế nói riêng, kiến thức về khu điểm du lịch, quy trình thực hiện chương trình du lịch, các kiến thức về thể dục thể thao. Qua đó nhằm giúp học viên nắm vững những kiến thức cơ bản về du lịch và thể dục thể thao nói chung, kiến thức chuyên ngành nói riêng, giúp học viên áp dụng hiệu quả vào thực tiễn, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển các hoạt động du lịch, thể dục thể thao tại địa phương. Chiều ngày 11 tháng 4, tại thao trường Hố Chuối, thị trấn Phồn Xương, Hội đồng tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ huyện Yên Thế đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp, thu giữ được trong năm 2022. Theo đó, Công an huyện đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp và thu hồi được 73 khẩu súng tự chế, súng khí nén, súng cồn, 19 vũ khí thô sơ, 38 bệ pháo, 2 ống pháo không nhãn mác, 110 quả pháo cối, pháo tự chế, pháo nổ, 13 kg vỏ pháo, 2,5 kg thuốc pháo, vân vân. Toàn bộ số vũ khí trên sau khi kiểm tra phân loại đã được tiến hành tiêu hủy theo đúng quy trình, thủ tục nghiêm ngặt, có sự giám sát chặt chẽ của hội đồng tiêu hủy, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đồng thời, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu giữ số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được thu hồi tiếp theo. Mặc dù chưa ghi nhận ca nhiễm dịch MERS nào trong nước, tuy nhiên đây là loại dịch bệnh nguy hiểm thuộc nhóm A trong luật phòng chống bệnh truyền nhiễm của nước ta. Bệnh có khả năng lây truyền và tỷ lệ tử vong cao, lên tới 88%. Nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh MERS, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong, Trung tâm Y tế huyện Yên Thế đã chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai các phương án phòng chống dịch. Hàng ngày, bệnh nhân đến trạm y tế thị trấn Phồn Xương khám bệnh đều được nhân viên y tế tại đây tuyên truyền các dấu hiệu đường lây của dịch MERS, nhắc nhở người dân chủ động khai báo y tế và tự chăm sóc sức khỏe bản thân, nâng cao cảnh giác phòng bệnh. Nếu mà thấy đau đầu, buồn nôn, tiêu chảy là phải đi ra trạm để khám bệnh luôn, và đồng thời ăn uống là phải đầy đủ các dưỡng chất, tập thể dục và đi đâu là phải đeo khẩu trang để phòng chống bệnh MERS. Tuyên truyền tới toàn thể nhân dân và những người bệnh đến khám trực tiếp tại trạm y tế để nắm bắt được các triệu chứng của bệnh có đặc biệt nguy hiểm, nó là bệnh cấp tính, như vậy là để người dân cũng phòng bệnh, không lơ là.
Tại trung tâm y tế huyện, các bác sĩ và nhân viên y tế được tập huấn những triệu chứng của bệnh mắc BERT để phòng ngừa và sẵn sàng. Tại trung tâm y tế huyện, các bác sĩ và nhân viên y tế được tập huấn những triệu chứng của bệnh mắc BERT để phòng ngừa và sàng lọc bệnh nhân. Mỗi ngày tiếp nhận khám chữa bệnh cho từ 300 đến 400 người bệnh nên việc kiểm soát dịch bệnh ngay tại đây là điều cần thiết và quan trọng. Các phương án phòng chống dịch theo từng cấp độ cũng được triển khai trên cơ sở phân công đội phòng chống dịch cơ động, sẵn sàng xử lý ổ dịch nếu có, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ cá nhân đối với nhân viên y tế và người tiếp xúc với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Chúng tôi đã xây dựng các phương án để triển khai tới tận tuyến y tế cơ sở, triển khai chỉ đạo các khoa phòng. Trong cái vấn đề phòng chống dịch, đặc biệt là chúng tôi đã triển khai kiện toàn các đội chống dịch cơ động, chuẩn bị sẵn sàng cái phương án nhân lực, vật lực, đầy đủ trang thiết bị y tế, chỉ đạo giám sát chặt chẽ tới y tế thôn bản, báo cáo hàng ngày. Virus Marburg thuộc họ filovirus gây bệnh sốt xuất huyết tương tự như Ebola. Virus này có thể lây nhiễm từ động vật sang người và từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với máu và dịch tiết của người bệnh hoặc các bề mặt nhiễm mầm bệnh. Hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu cho loại bệnh này. Chính vì vậy, việc trang bị đầy đủ các kiến thức phòng ngừa, phát hiện sớm các triệu chứng, áp dụng các biện pháp cách ly và điều trị theo triệu chứng là rất quan trọng, góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, giáo dục lòng biết ơn là một hình thức giáo dục nhằm hình thành, bồi dưỡng nhân cách tốt đẹp cho học sinh, giúp các em không chỉ có tri thức mà còn có trái tim nhân hậu, biết yêu thương. Đây cũng là nội dung giáo dục kỹ năng sống được nhiều nhà trường đẩy mạnh với mục tiêu phát triển toàn diện cho các em trong thời đại mới. Vừa qua, trường tiểu học Đồng Tiến đã tổ chức hoạt động trải nghiệm với chủ đề Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy nhằm giáo dục lòng biết ơn cho các em học sinh của nhà trường. Bố mẹ à, con biết từ bé đến giờ, con vẫn chưa nói được từ con yêu bố mẹ, nhưng con biết bố mẹ vẫn cảm nhận được tình cảm của con. Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều, con yêu bố mẹ. Đó là dòng tâm sự của mình, cũng như nhiều em học sinh khác khi viết tâm thư lời con muốn nói tại ngày hội trải nghiệm của trường tiểu học Đồng Tiến. Được nghe diễn giả kể chuyện, đọc những cuốn sách về tình cảm gia đình, giúp các em thêm hiểu về những vất vả, hy sinh mà cha mẹ, thầy cô đã dành cho mình. Từ đó có những hành động tích cực bày tỏ sự biết ơn đến đấng sinh thành, dưỡng dục. Hôm nay con được trải nghiệm hoạt động viết thư. Con có cơ hội được bày tỏ cảm xúc với bố mẹ. Những lần con chưa có cơ hội để nói, con mong rằng bố mẹ sẽ cảm nhận được tình cảm của con. Con sẽ chăm ngoan học giỏi để không phụ lòng bố mẹ. Giáo dục trẻ em là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng và bằng nhiều biện pháp khác nhau. Trong đó, giáo dục đạo đức lối sống được cho là cần thiết và quan trọng nhất, hướng đến hình thành giá trị nhân cách để các em biết yêu thương, sẻ chia trong cuộc sống. Trẻ tiểu học thì như một tờ giấy trắng. Tất cả những cái gì học sinh được tiếp nhận, tiếp quản, tiếp thu và vận dụng thì các thầy cô, nhà trường khi mà đưa và cung cấp cho học sinh như thế nào thì học sinh đấy là sẽ tiếp thu và để làm được tốt cái đấy. Còn nếu chúng ta mà định hướng một cách mà không chuẩn và cái đường đi không chính xác thì có thể làm lệch hướng cả một con người mà thế hệ đi sau. Mà đặc biệt là với trẻ tiểu học thì là chúng tôi là cảm thấy rất quan trọng vì đây là cái kiến thức đầu đời cho các em. Tôi cũng cảm thấy là cái hoạt động này là rất có ý nghĩa. Và các con được rèn luyện kỹ năng sống này, rồi lòng biết ơn cha mẹ, thầy cô. Và đây cũng là dịp là tôi cũng hiểu được con mình hơn và con mình cũng hiểu được tấm lòng của cha mẹ hơn. Bên cạnh đó, nhiều trò chơi dân gian được nhà trường tổ chức tạo không khí vui tươi hướng về cội nguồn, giúp các em thêm hiểu và yêu hơn nét đẹp văn hóa dân tộc. Con rất yêu những loại hình văn hóa của dân tộc, con thấy những loại hình văn hóa của dân tộc rất đặc sắc và hay. Một trường miền núi chúng tôi ấy, thì cái việc mà duy trì được những bản sắc này thì là rất quan trọng. Vì là đa số chúng tôi ở đây thì có khoảng trên 40% là học sinh dân tộc. Cùng với tri thức, giáo dục, lối sống, đạo đức chính là hành trang để các em học sinh tu dưỡng, rèn luyện, trở thành công dân có nhân cách, phẩm chất đạo đức tốt, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Phát huy tiềm năng thế mạnh địa phương, nhiều chị em phụ nữ huyện Yên Thế đã nỗ lực phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi trồng trọt tổng hợp. Chị Hoàng Thị Loan ở thôn Tân Vân, xã An Thượng là một trong những điển hình.
Với phẩm chất của một người nông dân chân chất, cùng sự cố gắng không ngừng học hỏi, chị Loan đã tạo dựng được mô hình kinh tế kết hợp vườn ao chuồng, rừng, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đàn ngan 500 con nuôi lấy trứng, đàn dê thương phẩm 200 con, 50 con lợn rừng, 2 hecta rừng keo, bạch đàn, ao nuôi cá cùng nhiều loại cây ăn quả như bưởi, ổi, v.v. đều do một tay chị Loan xây dựng và hàng ngày chăm sóc. Chỉ khi vào vụ thu hoạch, chị mới thuê thêm nhân công thời vụ. Bắt đầu chăn nuôi, trồng trọt từ năm 2012, vụ nọ gối vụ kia, lứa này tiếp lứa kia. Niềm ham mê công việc đã giúp chị quên đi những vất vả, mệt nhọc. Công việc hàng ngày thì cứ trôi đi ngày nào nó cũng thế. Mình cảm thấy mình làm nó cảm thấy nó ham. Thứ nhất là ham, và thứ hai là đam mê. Mình thích chăn nuôi, chăm sóc về đàn ngan hoặc là đàn dê, đàn lợn đấy thì mình phải bỏ hết cái tâm huyết của mình. Con nào ốm, con nào không ăn là mình biết mà. Đấy, mình phải để ý, để ý sát sao. Có nghĩa là chăm các con vật còn hơn bản thân mình. Hơn 10 năm kinh nghiệm chăn nuôi trồng trọt. Mắt tay là vậy, nhưng cũng có lúc chị thua lỗ, nhất là trong đợt dịch Covid-19. Lúc đấy là mình bị thua. Do tình, nhưng mà sau mình kiên trì, mình lại vực lại, mình lại nuôi tiếp thì lại kéo lại cái phần lỗ của mình ấy. Nói chung là mình phải kiên trì cố gắng làm cái gì cũng thế, chăn nuôi hoặc là nuôi một con gì cũng thế, mình cứ kiên trì cố gắng thì mình thấy ham ấy. Không những cần cù, siêng năng, chăm chỉ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, chị và gia đình còn luôn nhiệt tình, năng nổ tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua của địa phương. Gia đình anh chị cũng rất tích cực tham gia các cái phong trào ở địa phương, như là các cái phong trào văn hóa, thể thao, rồi là tham gia các cái công tác an sinh xã hội, tham gia đóng góp các cái tiền, rồi ngày công để xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Mọi người cứ bảo là tôi là tham việc ấy, nhưng mà thì công việc của mình cũng bình thường thôi, vì là mình đam mê cái công việc của mình ấy. Thế là mình cảm thấy là cũng bình thường, chẳng có gì cả. Lạc quan, yêu đời là điều dễ thấy khi tiếp xúc với chị Loan. Cùng với đó, sự năng động, dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế hộ gia đình đã giúp chị và gia đình mang lại nguồn thu nhập ổn định, góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chương trình truyền hình điện tử của Đài Truyền hình Yên Thế thực hiện trên cổng thông tin điện tử huyện. Chương trình đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.